Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cái bản tin ngày hôm nay tôi xin thưa chuyện với quý vị về phiên tòa xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn trong vụ án được gọi là vụ án cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012. Quý vị cũng nhớ là ngày 15 tháng Giêng, gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã bị tấn công bởi một lực lượng hỗn hợp lần đầu tiên có quân đội tham gia và một lực công an rất đông khoảng 200 người cùng với các loại chó nghiệp vụ, có nghĩa là đến cương quyết họ tịch thu đất đai mà họ cho rằng là gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã quá cái thời hạn thuê đất của chính quyền huyện Tiên Lãng. Họ đã đưa quân đội đến và bao vây gia đình ông Đoàn Văn Vươn sau khi đã khiếu kiện nhiều lần không được cái tỉnh, không phải cái tỉnh mà thành phố. Thưa quý vị, sau nhiều lần thưa kiện, thành phố Hải Phòng đã không xử vụ án ông Đoàn Văn Vươn cho đúng pháp luật và cho đúng cái sự công bằng, bởi vì ông Đoàn Văn Vươn đã hy sinh cùng với gia đình bồi đắp lên một cái thửa đất gần 200 mẫu rất công phu và cho rằng đây là một cái công trình khai khẩn lớn nhất ở huyện Tiên Lãng từ trước cho đến bây giờ. Đáng lẽ ra chính quyền huyện Tiên Lãng phải có những cái ưu đãi. Đáng lẽ ra, thưa quý vị, chính quyền Hải Phòng phải có những cái sự ưu đãi cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn cũng như nhiều gia đình nông dân khác ở Hải Phòng. Ngược lại, họ đã cậy quyền cậy thế và đã cưỡng chế đất. Vì vậy, ông Đoàn Văn Vươn đã tổ chức kháng cự lại bằng cách là mua chất nổ, tẩm xăng và các đống rơm ở dải xung quanh cái căn nhà đó và để phòng vệ, để đề phòng không cho những người cưỡng chế đến. Ngoài ra, gia đình ông Đoàn Văn Vươn cũng đã dùng chất nổ tự chế cho vào các cái bình gas và một cái loại súng được gọi là loại súng hoa cải. Mục đích của ông Đoàn Văn Vươn cùng gia đình của ông ta là làm sao để mà bảo vệ được cái thửa đất của họ, bảo vệ được tài sản của họ sau bao nhiêu năm bồi đắp lên. Chính quyền huyện Tiên Lãng đã tấn công vào và kết quả là đã có 7 người gồm các lực lượng công an và quân đội đã bị thương. Vì vậy, chính quyền huyện Tiên Lãng và đặc biệt là chính quyền Hải Phòng đã truy tố ông Đoàn Văn Vương cùng gia đình, tất cả là 6 người, can tội giết người và chống những người thi hành công vụ. Điều này đã gây ra một cái sự phẫn nộ trong lớp lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền, đã có một cái phong trào quần chúng nổi lên chống cưỡng chế đất khắp miền đất nước. Vì vậy, cái vụ án này được gây chú ý rất lớn ở trong nước cũng như là quốc tế. Trong cái phiên tòa ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày 4 tháng 2. Thưa quý vị, trong cái phiên tòa ngày hôm nay mùng 2 tháng 4 ở tại Hải Phòng, chính quyền Hải Phòng đã ngăn chặn không cho bất cứ một người dân nào đến gần tòa án, chỉ cho có hai người của gia đình, mẹ và chị ruột. Thưa quý vị, trong cái phiên tòa này, gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã bị ngăn chặn không cho tất cả những người của ông gia đình ông Đoàn Văn Vươn vào tham dự phiên tòa, ngoại trừ bà mẹ và chị ruột của ông Đoàn Văn Vươn. Ngoài ra, hai người vợ của ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý là những người đã bị tòng phạm trong cái vụ án này được ngồi vào trong tòa. Theo như lời của bà Đoàn Văn Quý cho biết, thưa quý vị, theo lời của bà Đoàn Văn Quý nói với các website ở hải ngoại cũng như ở trong nước, thì ông Đoàn Văn Vươn rất bình tĩnh và đã bác bỏ tất cả những lời cáo buộc của quan tòa, cho rằng gia đình ông buộc phải chống đối để mà bảo vệ tài sản của gia đình ông ta. Ông ta không có chủ trương mà giết người hay là vi phạm pháp luật như lời tố cáo của chính quyền huyện Tiên Lãng. Vụ án này sẽ được tiếp tục xử cho đến ngày mùng 5 tháng 4, thưa quý vị. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Chưa làm lại có đường chưa?